Chào tất cả các anh em nha, video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình iGroup nhận 0.5 token CFEU. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Để tham gia ngày hôm nay, quản lý phần link mô tả mà tất cả muốn start chat chatbot nè mà. Rồi các bạn được gấp trang nha các bạn. Đây website của nó, con chắc của nó các bạn cứ việc mà add vào cập nhật vào các bạn. Hoặc sau này có list, sau này có thông tin phân phối thì mình sẽ làm cái video tiếp theo, hoặc list sàn nào mình thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Yep. Rồi. Rồi. Phải các bạn chụp xíu không ạ? Rồi gấp chai sai các bạn, rước gấp chai lại các bạn. Ít. Rồi. Y. Cà phê. Rồi các bạn bấm nét nha các bạn. Thì giờ đầu tiên các bạn có thêm group kênh trailer nữa các bạn. Follow một kênh. Bắt up lại. Join kênh group. Join vào nhóm chat nè. Hello win nè có là bạn. Rồi. Tiếp tục join tiếp kênh trailer nè các bạn. Follow kênh trailer nè. Bắt up lại. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và request và pinbot nha các bạn. Tờ Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Đây thì các bạn like và tờ quýt lên nè các bạn. Test lại nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lại nha các bạn. Follow Facebook nè các bạn. Rồi Facebook các bạn like và theo dõi các bạn. Ở đây thì mình chỉ like được, theo dõi không được luôn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Bao giờ submit đi tên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lưu username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Hát cộng anh 1 1 4. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục username Twitter nha các bạn. Hát cộng MMO Học Anh. Tiếp tục thì username Facebook nha các bạn. Username Facebook thì mình username Facebook là cái đường link Facebook các bạn, các bạn. Rồi bạn bỏ từ facebook.com đi các bạn, thêm một cộng vào nè. Username các bạn tự đặt rồi các bạn bắt vào. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ Bet20 wallet nha các bạn. Thì bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên địa chỉ chocolate không được nữa các bạn. BNB Smart Chain nè các bạn sao chép địa chỉ dưới này các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi bạn muốn ok nha các bạn. Bấm balance để check số cần cũng được mà. 0.5 withdraw. Này không biết ghép lên. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn nhận 0.5 token CFL. Đây là kết thúc mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.